lời nguyện nhập lễ vọng phục sinh tối hôm nay, con xin mời một đoàn dân Chúa trong thinh lặng. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện tâm tình mà chúng ta khấn trong thánh lễ vọng phục sinh tối hôm nay. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh sáng vinh quang của Đức Kitô sống lại, làm cho đêm cực thánh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người. Bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Vì biết rằng Đức Kitô, một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa. Sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế. Anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
cha và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng bước vào, các bà không thấy xác của Giêsu. Đang khi các bà còn ngơ ngác, không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà, y phục sáng chói. Các bà kinh hãi, cũng cắm mặt xuống đất. Vì hai người lên tiếng bảo: tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây, người đã sống lại. Các bà hãy nhớ lại người đã nói với các bà thế nào khi người còn ở xứ Galilea. Người đã nói: con người phải chịu nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Và các bà nhớ lại những lời người đã nói. Bỏ mồ đi về, các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho 11 tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Magdalena, Joanna, Maria mẹ Giacobbe và những người nữ khác cùng đi với họ cũng nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên các ông không tin. Dầu vậy, Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mộ. Nhưng khi cúi xuống nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó. Và ông trở về nhà rất đối ngạc nhiên về sự đã xảy ra. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trọng kính quý cha, quý thầy giáo, quý sơ, quý ông bà cố và cộng đoàn phục vụ thân mến. Bây giờ con mới cười được. Tại sao chúng ta lại nghe câu nói là tội hồng phúc? Đã là tội rồi thì tội phải xấu, tội phải dơ, tội không đẹp lòng Chúa, tội mất lòng người ta, và tội không được chân quý. Mà ở đây, ông bà tổ tiên của chúng ta Adam và Eva phạm tội bất phục tùng Chúa, mà giáo hội qua tín điều mầu nhiệm vừa qua lại nói đây là tội hồng phúc. Ngày thứ năm tuần thánh, khi cộng đoàn chúng ta đến đây và được chứng kiến những lễ nghi rửa chân cùng với bài giảng rất hay của cha phó, và vào chiều hôm qua chúng ta đến để suy tôn và chiêm ngắm và tôn thờ Thánh Giá Chúa, qua hai bài giảng đó chúng ta nghiệm ra những gì mà con chia sẻ chiều hôm qua. Tình yêu của Thiên Chúa là Cha bao dung hải hà, và tội lỗi của con người. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa là Cha, cho nên tội được đưa vào quỹ đạo cứu độ, quỹ đạo của yêu thương. Và vì thế tội này là tội hồng phúc. Hồng phúc vì được cứu độ bởi con Thiên Chúa ngôi hai. Hồng phúc bởi vì được sự yêu thương chân quý đến cùng Thiên Chúa. Và hồng phúc bởi vì tất cả chúng ta được thanh tẩy tất cả tội lỗi và được dẫn đưa vào con đường cứu độ qua thánh giá
của Chúa Kitô. Con xin quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng vui lên, chúng ta cùng cảm tạ Chúa, và trong giây phút chiều tối hôm nay, để một chút thể hiện được niềm vui này, chúng ta quay sang người bên trái, quay sang người bên phải, đằng trước và đằng sau, chúng ta cùng nói lên một câu bốn chữ: chúc mừng Chúa Phục Sinh. Và trong đêm vọng phục sinh chiều tối hôm nay, con xin quý ông bà và anh chị em sau khi rước lễ xong, chúng ta nguyện xin Chúa một điều thôi, đó là xin Ngài ban Thánh Thần của Ngài xuống để chúng ta được sức mạnh của Ngài, và chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa là Cha, và cảm nghiệm được sự hồng phúc bởi sự cứu độ của ngôi hai, và chúng ta tiếp tục sống trong sự hạnh phúc và hồng phúc này cho nhau, cho tha nhân, cho những người gần nhất trong gia đình, là những người vợ, người chồng, người con, người ông, người bà, người cháu, và cũng gần hơn nữa là những người trong cùng một huyết máu với Đức Giêsu Kitô, là anh chị em trong Chúa Kitô. Lời nguyện là phép nước. Lạy Chúa, Chúa dùng quyền năng vô hình mà làm cho các bí tích trở nên hữu hiệu lạ lùng, và qua dòng lịch sử cứu độ, Chúa đã bao lần dùng nước do chính Chúa tạo thành để bày tỏ quyền năng của phép thánh tẩy. Quả vậy,
Ngay từ lúc vũ trụ khởi nguyên, Thánh Thần Chúa đã bay là trên mặt nước, để từ đó nước hàm chứa năng lực thánh hóa muôn loài. Chúa lại dùng nước hồng thủy làm hình ảnh tiên báo phép rửa ban ơn tái sinh. Vì thời đó cũng như bây giờ, nước biểu thị quyền năng Chúa vừa tiêu diệt tội lỗi, vừa khai mở một đời sống mới. Chúa đã giải thoát con cháu ông Abraham khỏi vòng nô lệ mà dẫn qua biển đỏ ráo chân, để họ tượng trưng một dân tộc mới là những người được thánh tẩy sau này. Và sau hết, khi đến thời đến buổi, chính con một Chúa đã lãnh nhận phép rửa của Thánh Gioan trong dòng nước sông Gioan và được Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mình. Lúc bị treo trên thập giá, Người đã để cho máu cùng nước từ cạnh sườn chảy ra, và sau khi sống lại, Người đã truyền cho các môn đệ rằng: anh em hãy đi giảng dạy và làm phép rửa cho muôn dân, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vậy giờ đây lạy Chúa, xin thương nhìn đến giáo hội và khơi lên giữa lòng giáo hội nguồn nước thánh tẩy. Xin cho dòng nước này được thấm nhuần thần khí của Đức Kitô, để nhân loại Chúa đã dựng nên theo hình ảnh Chúa được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ con người cũ và tái sinh làm người mới nhờ nước và Thánh Thần. Lạy Chúa, nhờ công ơn con một Chúa, xin cho nước này đầy tràn sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để những ai được dìm trong nước thánh tẩy này, nghĩa là cùng chết và chịu mai táng với Đức Kitô, cũng được sống lại với Người để hưởng phúc trường sinh. Người hằng sống và hiền trì muôn đời. Và sau đây là phần từ bỏ tàn phần và tuyên xưng đức tin. Anh chị em tuyển nhân thân mến, anh chị em sắp lãnh nhận bí tích thánh thảy, thánh tẩy do lòng Chúa yêu mến, và sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Giờ đây anh chị em được mời gọi từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin bởi Kitô như giáo hội Công giáo tin. Chính trong đức tin này, anh chị em được lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Anh chị em cộng đoàn phục vụ thân mến, nhờ mầu nhiệm vừa qua, chúng ta đã được mai táng với Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy, để được cùng Người sống đời sống mới. Thời gian thanh luyện của mỗi chay đã kết thúc, chúng ta hãy lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Vậy tất cả chúng ta, để sống cho xứng đáng là con cái được do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hiệu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin giáo hội thánh thiện và công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại, và tin có sự sống đời đời không? Đó là đức tin của chúng ta.
Đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen. Maria, Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Alleluia. Anna, Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nhi Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lâm Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thiên Chúa toàn năng là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã tái sinh anh chị em bởi nước và Chúa Thánh Thần và đã giải thoát anh chị em khỏi tội lỗi. Chính Người sự giàu cứu độ cho anh chị em, để sau khi nhập đoàn với dân người, anh chị em mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế cho đến cõi sống muôn đời. Amen. Anh chị em đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Đức Kitô. Vậy anh chị em hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, mang lấy nó và giữ nó tinh tuyền cho đến khi trước tòa Đức Kitô, Chúa chúng ta, để anh chị em được sống muôn đời. Amen. Anh chị em hãy nhận lấy ánh sáng Đức Chúa Kitô. Anh chị em hãy luôn sống như con cái sự sáng, để được bền vững trong đức tin. Khi Đức Kitô đến, anh chị em xứng đáng hơn đón Người với toàn thể các thánh trên trời. Amen. Bây giờ xin các người tân đoàn thổi nến và chào cho những người đỡ đầu. Con xin mời tất cả cộng đoàn chúng ta cùng đứng. Anh chị em tân đoàn thương mến, khi được tái sinh trong Đức Kitô nhờ bí tích thánh tẩy, chị em đã trở nên chi thể của Ngài. Giờ chị em sắp lãnh nhận Chúa Thánh Thần và được tham dự vào thần trí Chúa ban cho các tông đồ trong ngày lễ hiện xuống. Xin sức mạnh của Chúa Thánh Thần làm cho chị em càng nên giống Đức Kitô để trở thành nhân chứng cho sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Ngài, và tăng sức cho anh, cho chị em trở thành những phần tử sống động của giáo hội và xây đắp nhiệm thể của Đức Kitô trong đức ái và đức mến. Anh chị em cộng đoàn phục vụ thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Cha toàn năng
Xin Ngài tuôn đổ thánh thần của Ngài trên những người con vừa được thanh tẩy và sức dầu thêm sức cho họ được nên dòng Đức Kitô hơn. Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa đã giải thoát con cái Chúa khỏi tội lỗi bởi nước và thánh thần và ban cho họ sự sống mới. Xin sai thánh thần Chúa xuống giúp sức, hướng dẫn và ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và can đảm, thần trí suy biết và đạo đức, cùng đầy tràn ơn kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin cộng đoàn phục vụ an toàn. Maria, hãy nhận lấy ấn tín của Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở của con. Anna, hãy nhận lấy ấn tín của Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Luôn kết hợp với Đức Kitô để được sống muôn đời.